Chuột ơi, chuột. Đâu con hello coi. Đâu hello sao? Hello. Minh Chiến, chuột ơi, chuột chào ông bà. Chào bà. Chào cô chú. Chào chú. Anh chị. Và các bạn. Các bạn. Rồi. Hôm nay con đi đâu? Chơi. À, con đi chơi ha. Con chào các ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nha. Bữa nay chở chuột đi xông thuốc nữa nghe cả nhà. Bữa nay chở đi xông thuốc xong rồi xuống nhà chú Út nó chơi luôn. Bữa nay chú Út cuối tuần chú Út rủ đi xuống nhà chú Út chơi. Rồi hai vợ chồng em với chuột đi xuống đi xông thuốc cho chuột xong rồi mới đi chơi, đi xuống nhà chú Út nó chơi một chút nghe cả nhà. Thôi mời cả nhà đi theo mấy mẹ con em trèo lên con. Con ngồi đâu? Con ngồi này. Ngồi đây thì trèo lên. Trèo lên coi. Trèo lên được không? Trèo lên được. Trèo lên được hả? Trèo lên coi. Cô con chuột kìa nó. Được chưa? Được rồi hả? Giờ thôi thôi em lên cả nhà ơi, rồi em đi tới chỗ mới hỏi quay cho cả nhà xem ha. Con chào cô chưa? Chuột, con chào cô chưa? Bạn bạn mày đánh gì? Chưa 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 con à? Chào nha. Nói chưa đi quen rồi. Ngược chiếu lại ngồi đây. Đây ông bà cô chú ơi, em nãy giờ là cho chuột nó xong thuốc xong rồi. Bây giờ em sẽ đi vô nhà nhỏ hai vợ chồng em thằng Út. Đây, ở ngoài đầu đường có cái hàng đá chưa, hồi từ hàng Tết ta Noel tới giờ người ta chưa dỡ nữa ông bà cô chú. Em quay cho ông bà cô chú xem mà chồng em chạy nhanh quá hút rồi. Rồi, vô tới đây thì hai vợ chồng với em thì nó đãi tôm càng xanh hấp bia và ốc nữa ông bà cô chú, và thêm một cái nồi lẩu. Cái nồi này thì cũng là xương giò hầm măng nha ông bà cô chú. Xương giò nó, em chồng em nó mua xương giò rồi bao tử đồ á, nó hầm với, không phải măng mà hầm củ hủ dừa. Rồi cái đầu làm lẩu rồi bỏ rau vô mình ăn bún luôn ông bà cô chú. Đây thì đó, ốc nó, ốc hấp tiêu và luộc sả. Ốc luộc sả chứ không phải tiêu. Rồi ở đây thằng em Út, thằng ở đây thì em thứ ba, nhỏ em dâu thứ ba, em thì thứ hai, hai vợ chồng em thứ hai, mẹ chồng em được có ba thằng con trai á ông bà cô chú. Nó anh em toàn anh em bên chồng không à, chúng nhà mấy anh em họp thôi. Em mời tất cả các ông bà cô chú thưởng thức với gia đình em nha. Thì nay thằng Út nó rủ lại nó chơi rồi xúm nhau lại chơi. Anh em mà vô trước đi. Chúc mừng hạnh phúc, sinh nhật vui vẻ. Đây. Vô tụi lớn ơi. Vô coi. Vô. Mày uống trước mày. Con ăn uống trước nè. Thôi mời cả nhà ăn với em nha. Ăn với uống bia với. Thằng nắp đây nè. Ê đổ nó coi. Trời ơi. Ê kinh đá nữa bóc nước. Con mẹ thử con đồ lạnh nhỏ trời. Có đem đồ kìa. Không, con vô rồi, con mời ông bà cô chú đây. Dạ con mời các ông bà. Trời ơi, con sợ chưa? Vô. Mời các ông vô bà. Vô nè chú ơi. Dạ, vô với chú Út kìa. Vô. Vô coi. Vô. Vô. Không? Vô. Nó đòi ôm cái ly đó luôn, ôm cái ly đó luôn đó. Vô trời. Lắm mấy. Vô. Vô. Giờ này mới rắm con cục mà thấy lâu lắm rồi.
Bỏ gao đi lưng rồi đó, bỏ gao đi. Bỏ gao đi gấp miếng trời chọc. Chồng em không gấp cho em một cái cục nguyên cái phanh giò luôn, to đùng luôn cả nhà ơi. Ăn đi, ăn đi. Ăn bà các ông bà của anh chị ăn nha. Em ăn đây, em ăn đây, quay con anh em. Vừa chứ hiểu mấy quá cừu. Có không? Cái phanh của nó, cái phanh chứ nó cục cục nghe thấy ớn nghe. Có không ăn hả? Ăn thôi. Chuột, chuột nó ăn cháo nhà rồi cả nhà. Thôi trời ăn luôn hồi nãy ăn đi trời. Cỏ nó nãy giờ kiếm phanh giò không có. Có. Cơm không? Nhả cho chị phanh giò ăn ai dạ. Được có đó không? Đi ăn đi. Để phanh giò chắc là trong nồi rồi. Khó rồi. Trong nồi á. Này nè coi được không? Hai vợ chồng ăn hai cái phanh. Thì kinh nguyên cái nồi vậy luôn, ba bên đó luôn đi coi. Mẹ nó vuông cái nè. Tội quá. Có vuông cái nè mà không chịu. Thôi, em có thịt rồi nè. Em thấy người ta rất là mỡ. Mấy ăn mỡ luôn rồi đó anh ơi. Mẹ, mày ăn đi. Mày ăn đi. Chưa chịu à. Ăn đi, chị chơi cái gì. Đâu hả? Đi đâu hả? Ngồi xuống. Ăn vậy giữ mẹ mất tôm không? Đi đâu à, YouTuber. Đi làm cho em giấy anh đồng. Con nhỏ bảnh nó uống lần rồi chưa? Rồi. Bà tử nhiều lắm mà, nó chìm đâu hết à. Bà tử nó chìm chứ nhỏ nhỏ lại chìm. Bà tử nhóc, tao thấy trong cái nồi này nhóc nè. Mồng tơ chưa chín nè. Hồi nãy giờ thanh gà nè. Dạ, nó nè. Có ăn món nào? Đừng múc đổ là nhiều quá. Đổ nhiều quá, Linh ăn trên. Múc từ chỗ vậy hai, đưa đo để mấy anh tì vậy nè. Nhiều quá ăn hết trơn, mà múc kia nhiều vậy. Dạ, mày quay gấp cục bự nhất. Đó, cho nó nóng nóng chứ đi không ai dành đâu. Cái món này, cái món này. Ê mẹ ăn cái món này cho có sữa cho chùa cọp nữa. Nhịn gì? Món hai cục. Ăn đi còn nhiều, nồi nhiều lắm. Không quá nè. Ờ quả này, đâu quả này vậy? Nó quậy cái gì ai biết đâu nó. Còn nồi nhiều lắm thì nào dọn được cái nồi ăn sao biết. Ba cứ món này nào dọn được cái cái đó là nó cái xuống. Giỏi đi thôi. Lên bia đi. Có cái quạt màu hả? Có cái trên giá. Lên lên. Có đầy gì đó không? Để. Có đầy gì đó hả? Chị cho lên nè, thôi chơi. Điện bia đâu hả? Con đi ăn, chút xíu điện vậy cho. Sao lên gấp được? Không mở đâu, mở mới lạnh đi coi. Có mấy lạnh cứ tắt hoài. Sợ lấy quạt rồi cái gì nữa. Giờ mình khui cho nó thuận bẩn luôn bây giờ. Không, đó hả? Dạ, thôi mình nói đi. Ủa, nó chỉ nghĩ. Ủa, bỏ quên gì vậy? Ủa, bỏ quên gì mà cái đồ bịch đích á. Nó trời là cái khả lắm. Để mình vào. Không nổi, đừng để mình nhổ. Ủa, mình cái nói mày qua lấy đồ bình tích ra. Con lên đồ bình tích vậy. Thôi cả nhà ơi, mấy chị em clip mấy chị em ăn còn thì hơi lâu lắm. Thôi em cũng xin kết thúc clip tại đây. Em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các ông bà cô chú rất nhiều đã yêu quý hai mẹ con em và đã đăng ký kênh cho em. Còn ai mới đến kênh em thì nhớ thương tình thì bấm cho mấy mẹ con em một like, một đăng ký, một chia sẻ. Cả nhà em chân thành cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Em xin bye bye.